Ngày 5 tháng 6 năm 2023, thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này phối hợp với Công an huyện Hương Khê vừa bắt giữ 7 nữ cán bộ thuộc Văn phòng Giao dịch Quỹ Phát triển Phụ nữ huyện Hương Khê để điều tra về hành vi lập khống hồ sơ vay vốn để tham ô với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Bị can đầu vụ trong vụ án này là bà Nguyễn Thị Mai, 38 tuổi, trưởng Văn phòng Giao dịch Quỹ Phát triển Phụ nữ huyện Hương Khê. 6 nữ bị can khác bị bắt giữ gồm Lê Thị Tuyết, 42 tuổi, Trần Thị Nguyệt, 48 tuổi, Đinh Thị Phượng, 39 tuổi, Nguyễn Thị Kiều Oanh, 37 tuổi, Lê Thị Hồng Nhung, 36 tuổi, Đặng Thị Anh, 52 tuổi. 6 người này đều là cán bộ tín dụng Văn phòng Giao dịch Quỹ Phát triển Phụ nữ huyện Hương Khê. Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, vào tháng 4 năm 2021, bị can Nguyễn Thị Mai đặt vấn đề với 6 cán bộ cấp dưới về việc bản thân đang cần một số vốn để kinh doanh nhờ lập khống cho một số bộ hồ sơ vay vốn của quỹ. Bà Mai cam kết với 6 cán bộ tín dụng trong văn phòng sẽ chịu trách nhiệm trả đủ gốc và lãi hàng tháng nên được mọi người đồng ý. Để lập khống hồ sơ vay vốn, bà Mai đã tự viết đơn xin vay vốn, tự nghĩ ra thông tin người vay vốn, người thừa kế trong hồ sơ vay vốn. Sau đó, bà Mai chủ động gọi điện trao đổi với Chủ tịch Hội Phụ nữ các xã và các tổ chức tín dụng tiết kiệm trên địa bàn huyện Hương Khê để nhờ ký xác nhận vào đơn xin vay vốn. Tiếp đó, bà Mai chỉ đạo 6 cán bộ tín dụng mang đơn xin vay vốn xuống các xã để ký xác nhận và lập khống phiếu thẩm định. Sau khi hoàn thiện các hồ sơ khống, bà Mai trực tiếp lấy tiền cho vay từ kế toán của quỹ rồi ký giả tên người nhận trong danh sách phát vốn. Với thủ đoạn này, từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 4 năm 2023, dưới sự chỉ đạo của bà Mai, 6 nữ cán bộ tín dụng đã lập khống 354 bộ hồ sơ vay vốn tại 10 xã trên địa bàn huyện Hương Khê để tham ô với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền tham ô được, bà Mai sử dụng để trả các khoản vay, kinh doanh bất động sản và đầu tư tiền ảo. Hiện Công an tỉnh Hà Tĩnh đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố 7 nữ cán bộ vì tội tham ô tài sản và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.